Mạng xã hội xôn xao thông tin một bé gái ở Kiên Giang tử vong sau khi ăn cá lau kiến. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nguyên nhân bé gái tử vong vẫn chưa được làm rõ. Và điều xót xa hơn chính là hoàn cảnh gia đình của cô bé xấu số. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, trước đó bé TT, 13 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng thở. Các bác sĩ kiểm tra, nỗ lực cứu chữa, nhưng em không qua khỏi. Theo chẩn đoán của ekip, bé đột tử chưa rõ nguyên nhân. Theo bà tên L, mẹ của bệnh nhi, thì chiều cùng ngày em đi mò cua và cá ở ao nước gần nhà. Sau đó đem về chế biến ăn thịt, trứng cá lau kiến cùng với canh cua đồng. Khoảng một tiếng sau thì bé cùng mệt. Gia đình bà L rất khó khăn, có 7 người con. Hàng ngày bé T cũng hay đi mò cá về ăn, phụ giúp gia đình. Tuy nhiên lần này, trong số cua cá bé bắt được, có trứng cá lau kiến màu vàng. Từng chùm tìm thấy trong hang cá,